Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lợi dụng nhu cầu mua bán vàng bạc của người dân tăng cao nên nhiều đối tượng trong và ngoài nước đã liên kết với nhau nhằm thu mua và buôn lậu vàng bạc giả. Điều đáng nói là những đối tượng này thường có những thủ đoạn hết sức tinh vi, luôn thay đổi các hình thức vận chuyển để qua mặt lực lượng chức năng. Nhưng tất cả những thủ đoạn đó cũng không thể qua mắt những chiến sĩ phòng điều tra tội phạm về kinh tế PC46 Công an thành phố Hà Nội. Với thủ đoạn tinh vi, giấu vàng trong bọc giấy rồi sử dụng đai nịt để cuốn quanh bụng, đối tượng Chu Thành Long sinh năm 1990, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm đã 7 lần thực hiện chót lọt hành vi vận chuyển vàng trang sức với hàng chục kg từ Hồng Kông về Việt Nam. Để ra đây. Mỗi ông cầm bao nhiêu cân? Với thủ đoạn quấn vàng quanh người, Long và bốn đồng phạm bao gồm Nguyễn Lê Trung Khánh, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Xuân Thanh và Hoàng Văn Thắng đã nhiều lần vận chuyển thành công vàng lậu bằng đường hàng không qua nhiều nước. Mỗi khi vụ chót lọt, các đối tượng sẽ được trả công 10 triệu đồng một người một chuyến. Gần 30 kg vàng trang sức bị thu giữ, được lực lượng chức năng xác định là vàng 18 carat. Theo cơ quan công an, phương thức phạm tội của các đối tượng này là vô cùng tinh vi và khó phát hiện bởi trước khi về Việt Nam, chúng đã qua mắt được hệ thống kiểm soát an ninh tại nhiều sân bay. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố các bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.